Cái này là Văn biết thôi, còn Văn nói của chị nó sẽ không, cuộc sống của các em sẽ không còn màu hồng nữa. Mình cho một tràng pháo tay bởi vì sự làm việc không ngừng nghỉ của mình trong suốt 5 năm vừa qua cùng Shynh House. Thì cái mục đích cuối cùng của chị không phải là mình khi mà mình sinh ra xong rồi mình lớn lên xong mình lại đi làm, xong mình lại đi làm kiếm tiền cho tới khi mình chết hả? Không, chị không muốn như vậy. Tức là chị muốn là cái câu chuyện khi mà mình sanh ra, mình lớn lên, mình hiểu chuyện và mình bắt đầu đi làm ở một khoảng thời gian, thôi. Rồi các em có sợ đồng nghiệp của mình đối xử gọi là xấu với mình không? Sợ không? Sợ đúng không? Các em lại sợ. Vậy thì ngày hôm nay chị sẽ truyền đạt cho các em là các em sẽ không sợ nữa. Các em vẫn mở cánh cửa màu hồng của mình ra, nhưng các em sẽ biết đối mặt với nó như thế nào. Các em sẽ biết là đối mặt với nó như thế nào và không sợ nữa. Từ những trường hợp bị mắng vốn, bị thế này, bị thế kia các thứ. Tại vì còn trước đây là chị sẽ đổ dồn về, chị sẽ là người giải quyết tất cả những câu chuyện đó. Và ngày hôm nay chị sẽ chỉ các em cái cách để mà mình không sợ bất cứ điều gì cả. Mình luôn sẵn sàng, mình hướng tới một cái mình sẽ giải quyết được. Tất cả mọi người đều giải quyết được luôn. Mình không sợ nữa và mình sẽ học đó như trong ngày hôm nay nhé. Thì các bạn có biết không, Shynh House bây giờ cái đối tượng khách rất là đông, mình phục vụ rất là nhiều khách, không thể nào mà mình làm hài lòng tất cả mọi người, đúng không các bạn? Cái câu này là cái câu mà chị hay nói với các bạn, và cái này các bạn cũng hiểu được cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà mình luôn cố gắng ở một cái dịch vụ của mình là tốt nhất. Chỉ cần các bạn hỏi thâm tâm của mình là mình có làm cho người khách này có điều gì mình đáng phải hổ thẹn hay không, mình có đang làm tốt hay không, đó là được. Còn lại những cái phản hồi của khách hàng thì các bạn phải sẵn sàng đón nhận nó. Thì ví dụ như trường hợp mà mình sẽ luôn chuẩn bị cái việc mà khi mà mình ví dụ như Hương giảm béo thì Hương phải chuẩn bị cái câu hỏi là khách sẽ hỏi em là sao cái này làm hoài không có giảm, tại sao cái này lại không có giảm, sao nặng bụng hoài không có hết bụng. Mình phải chuẩn bị những cái câu hỏi mà khách sẽ phản hồi ngược lại mình, và bằng cái hiểu biết của mình sẽ trả lời cho khách một cách đúng theo là một chuyên viên tư vấn, không có im lặng, không có sợ sệt, không có chết cha chuẩn bị ăn chửi. Mình không có như vậy, mình sẽ chuẩn bị những cái đó. Vậy thì ở cái đó ở đâu ra? Phía văn phòng sẽ cung cấp những cái tài liệu đó cho các bạn, và phía các bạn phải hiểu được cái câu chuyện đó để bảo vệ chính bản thân mình ngay tại thời điểm đó. 2 nguyên tắc để mình trở nên giàu có. Nguyên tắc thứ nhất là các bạn phải biết giao tiếp, và nguyên tắc thứ hai là các bạn phải biết bán hàng. Đầu tiên mình phải tự tin là một người giỏi, và khách hàng phải bỏ tiền ra mới được sử dụng dịch vụ của mình. Ví dụ như lễ tân, khách phải bỏ tiền ra, bước vào lễ tân mới có thể nhìn thấy tụi em, đúng không? Bỏ tiền ra mới được xô hàng chứ, vô cái nhìn thấy tôi đi qua đi lại, ủa chứ tự nhiên cái bà bán nước cam bà vô đây bà ngồi làm gì, tụi em có tiếp không? Đó là cái câu chuyện mà phải tự tin và cái giá trị bản thân của mình. Đó là cái đầu tiên là tụi em đã học xong rồi đó, học xong cái giao tiếp là tự tin rồi đó, tự tin là học xong cái giao tiếp rồi đó. Bây giờ chị sẽ chỉ các tụi em bán hàng. Thật sự á, các em sẽ trời sẽ dễ vậy chị, thử làm đi, tự tin, học trước cái từ tự tin trước đã, rồi mình hãy học tiếp những cái tiếp theo. Nhưng mà chị nghĩ là tụi em tự tin là tụi em sẽ hoàn toàn bình tĩnh xử lý tất cả những vấn đề mà tụi em gặp phải cho tụi em. Vậy thì cái gạch số 1 đầu tiên các bạn kỹ thuật viên hãy ghi cho chị, hoặc lễ tân cần thì ghi lại để training lại cho lễ tân của mình, là biến khách hàng trở thành một người bạn của mình. Muốn trở thành một người bạn thì mình phải hiểu về người ta chứ. Thứ nhất là mình phải biết người ta nhà anh ở đâu, thế dễ ví dụ vậy. Xong rồi thứ hai là chị bao nhiêu tuổi rồi, chị hiện tại nhiêu tuổi rồi, công việc của chị hiện tại là gì, đúng không các bạn? Đó. Rồi, trở thành một người bạn, chúng ta đã quen biết nhau, chúng ta đã trở thành một người bạn với nhau, đúng không? Rồi như hồi nãy Mỹ Duyên nói, bạn thì phải làm sao? Phải quan tâm nhau. Bây giờ mày xấu, tao phải chỉ cho mày đẹp, đúng không? Mình phải quan tâm nhau. Nhưng trước khi quan tâm thì các bạn phải tìm điểm chung trước đã. Nhưng mà ai mình cũng phải làm như vậy, chứ không phải là đang vui thì mình làm, hôm nay phấn khởi thì mình làm, hôm sau thì mình lại không làm. Rồi, thứ hai là mình sẽ tìm điểm chung. Và thứ ba nữa là mình sẽ quan tâm tới người ta. Mình quan tâm, mình coi thử khuyết điểm của người ta, đang mong muốn cái gì, đang cần mình hỗ trợ ở điểm nào, đang như thế nào. Và mình sẽ từ trái tim của mình chạm tới trái tim của khách hàng, tư vấn cho họ, chứ không phải vừa mở đèn lên lăn kim đi chị, lăn kim đang hot lắm, bên em đang giảm giá mua 2 tặng 1, người ta đã mua hàng bằng con tim rồi mà tự nhiên bay vô cái mua 2 tặng 1, lúc đó em có free cho người ta đi nữa người ta cũng chả thèm làm, bởi vì người ta đâu có hiểu câu chuyện. Tự nhiên cái đi là bi đi chị, lăn kim đi chị, hiểu câu chuyện gì đang muốn nói không? Tức là đừng có bay vô một cái là tụi em đã làm vậy liền, không có hay. Mình phải trở thành. Sau đó thứ ba, thứ tư, đây trái tim của chị nè, bắt đầu đúng rồi, từ trái tim chạm đến trái tim. Rồi ok, tụi em phải làm cái câu chuyện đó để làm gì? Khách hàng hài lòng tụi em, người ta khen tới chị cũng mát lòng mát dạ. Nhưng tụi em hiện tại bây giờ thì cũng là do chị hướng dẫn thôi, là tụi em rất là chuyên nghiệp. Vậy thì dựa trên cái sự chuyên nghiệp đó, hãy thêm cho chị cái yếu tố cảm xúc và tình cảm nữa để mình bán hàng tốt hơn, mình được khen ngợi tốt hơn, được chưa? Tại vì á, cái sự khờ khạo của các bạn đã đụng tới rất gọi là bực mình luôn á. Cái sự mà gọi quan của các bạn nó rớt xuống cái đỉnh điểm gọi là bực bội luôn á. Nên chị nghĩ là chị không để cái cuộc sống màu hồng này cho các bạn nữa, vì nó nguy hại đến các bạn. Nó tự nguy hại, tại vì các bạn nghĩ là cái cuộc đời này ai cũng xinh đẹp với lại đáng yêu như chị hết là không được. Chị sẽ mở cái cánh cửa này ra cho các bạn thấy là không phải là như vậy đâu, hiểu chưa? Đó, mở ra, bắt đầu mở ra, mình thấy quen chưa? Ok không? Bắt đầu mình thích ứng với cái cuộc sống màu đen ha, không phải màu đen, mình khôn lên thôi, đúng không nè? Chị chắc chắn các bạn sẽ làm được điều đó, bởi vì thực chất là các bạn không có Thực chất là các bạn rất là thông minh, rất là giỏi, các bạn mới trở thành thành viên của Shynh House đúng không? Thông minh và tài giỏi. Giỏi quá. Quay lại cái này thì hầu hết các bạn đều không có nghĩ ra được cái này đâu. Và hôm nay mình sẽ làm bài tập về nhà, về tuần luôn, trời đang mưa như thế này mình đừng có ngủ trưa nữa. Mình sẽ mở tờ giấy cái đó điện thoại ra mình ghi lợi ích của mình đi làm để làm cái gì, giá trị công việc của các bạn đang làm cái gì. Bây giờ chị ví dụ Quỳnh nè, giá trị đi làm của Quỳnh để làm cái gì? Quỳnh đi làm để ít nhất Quỳnh không phải là một người lười biếng, Quỳnh chăm sóc cho những người khách hàng của mình, hết sẹo, hết rỗ, hết mụn, hết hay không biết, nhưng giá trị lợi ích của Quỳnh đi làm là Quỳnh như vậy. Giá trị của Diệu đi làm để làm gì? Để làm cho tất cả những cô gái đen như trâu trở thành một cô gái ngọc ngà, láng o, massage body, thoải mái tinh thần. Đó là những cái lợi ích công việc của các bạn ghi. Đó là cái phần chị nói thôi, nếu mà nói theo kiểu văn hoa sẽ nói vậy nè: giá trị công việc của em đi làm là trở thành một người chuyên viên tư vấn, mang cái đẹp đến cho tất cả mọi người, đem cái đẹp đến cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người xung quanh, biến tất cả cô gái Việt Nam trở thành những hoa hậu hoàng vũ. Đó, kiểu vậy đó, kiểu chị mình đi làm là vậy đó, đúng không? Thì khi mà ai hỏi ủa một cái người mà có giá trị như vậy dám coi thường người đó không? Nhưng mà chính bản thân các bạn còn biết giá trị lợi ích các bạn đi làm là gì, ai chả coi thường được. Hiểu chị muốn nói không? Vậy thì bài tập hôm nay về nhà của các bạn là các bạn hãy giúp chị ghi ra lợi ích công việc của các bạn là gì, giá trị của các bạn là gì và kết quả các bạn đạt được là gì. Vậy thì thêm cái quy định cho mình là khi khách hàng sử dụng dịch vụ của mình thì cái người kỹ thuật viên đó phải tư vấn được một dịch vụ bất kỳ cho cái người khách hàng này, được không? Mình tư vấn thôi, có thể khách say yes hoặc say no, nhưng mình sẽ luôn training, đào tạo được chính bản thân mình là mình đang thiếu cái gì, và khi mình thiếu thì mình sẽ làm sao, mình bổ sung, và mình sẽ bổ sung bằng cách nào, mình hỏi. Rồi, quy định thứ hai nha các bạn, trong phòng mà facial, điều trị nặng mụn, có nghĩa là những cái dịch vụ mà không về thư giãn á, các bạn hãy set up đèn của mình sáng lên đi, đừng có bước vô trong một cái không gian hư quạnh. Thì tóm lại là khi các em nhận dịch vụ điều trị, các em phải set up đèn sáng, và thứ hai các em phải nhận định vấn đề của khách với khách, được chưa? Cộng thêm tư vấn. Tư vấn tức là bao lâu rồi chị mới lại bên em, rồi chị về chị có thấy hiệu quả không, rồi kiểu vậy. Xong rồi đó chị đã training tụi em xong, và chị mong muốn rằng tụi em sẽ ứng dụng được trong cái công việc của mình để đạt được những cái kết quả như chị chuẩn bị trình bày sau đây. Chế độ lương thưởng của nhân viên Shynh House thâm niên, tức là cái này là một cái chế độ đặc biệt của Shynh House của mình, không có một công ty nào thưởng theo thâm niên. Nhưng vấn đề của chị thưởng theo thâm niên để chị thể hiện được một cái điều là đối với chị lúc nào tụi chị cũng hưng phấn và khăng khít với tụi em hết á, và đó chính là món quà chị dành tặng cho sự khăng khít và hưng phấn này dành cho tụi em. Đó chính là chế độ mà thưởng theo thâm niên, tức là các bạn không cần vị trí nào, cấp bậc nào như nào chị không biết, nhưng cái thời gian thâm niên này sẽ là cái thời phần quà mà chị thể hiện cho cái tình yêu thâm niên của mình dành cho Shynh House. Ok không? Rửa tay đi. Thì ý là tụi em hiểu, ủa này đó giờ có mà nói gì dữ vậy, tức là chị nói như vậy để tụi em hiểu rằng đây chính là cái điều đặc biệt mà tụi em được có. Ok, rồi tiếp theo là hiện tại các bạn đang được chia ở con số 3% và con số 5%, đúng chưa? Ok, là khúc này vô nè. Nhưng mà nếu mà các bạn á phần trăm các bạn bị không đạt được những cái con số target này đưa ra, các bạn sẽ bị phạt và giảm xuống 2%. Các bạn hiểu chị muốn nói không? Hồi xưa á, cuộc sống màu hồng của mình á là mình bán nhiều mình được nhiều, khỏi gần ra két, khỏi gần gì hết, bán được một cái cũng được nhiều cái. Thì cuộc sống của mình bây giờ bớt màu hồng một chút á, là mình sẽ không để cái con số này đụng tới con số này, vì khi dưới cả ekip của mình và chính bản thân mình sẽ bị giảm xuống. Đó là cái cuộc sống không màu hồng nữa. Vậy thì chúng ta muốn trở thành những người thành công thì chúng ta là những người có thể làm một việc mà có thể lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Rồi, ok, 2 lần như vậy ở câu sau nha. Có thể làm một công việc mà lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Ok, quá tuyệt vời. Yeah. Ok không? Quá tuyệt vời không? Rồi, bao nhiêu sẽ nghĩ rằng mình sẽ đạt được cái thành tích trong tháng 5 này, giơ tay. Ok. Ok luôn, quá giỏi. Rồi.